quý vị khán giả, vào những ngày hè thì tiết trời rất là oi bức, cho nên là chúng ta thường thích là uống một cái loại nước nào đó thật là mát nè. Còn nếu mà ăn á, thì cũng chọn những loại thức ăn có nước. Và ngày hôm nay thì Tiến Vinh sẽ giới thiệu đến quý vị một món nước cũng rất là hấp dẫn, đó chính là món bún cá rô đồng. Bún cá rô đồng còn là một trong những món ăn đặc sản của đồng bằng Bắc Bộ. Và hôm nay Vân Anh cũng rất là vui vì được đồng hành cùng chương trình Thành phố hôm nay giới thiệu đến quý vị khán giả một món ăn dân dã của quê hương mình. Thôi bây giờ hai chị em mình sẽ nhanh chân hơn đi vào quán để giới thiệu đến quý vị món ăn này nha. Khi nói đến bún cá rô đồng, người sành ăn sẽ nhớ ngay đến một món ăn thơm ngon, hấp dẫn với vị trắng trong của bún, xanh ngát của cải xanh, rau cần, bạc hà, thì là, hành hoa. Và nổi bật hơn hết là những lát cá rô chiên vàng béo ngậy. Vị ngọt thanh của bát bún cá không chỉ thích hợp trong những ngày nắng nóng, mà với những ngày mưa, bát bún nóng hổi cũng làm người ăn thấy ấm lòng. Cứ vào khoảng tháng 4, tháng 5 hàng năm, thời tiết bắt đầu nắng nóng, nước trong các ao đồng rút dần. Đây cũng là mùa sinh sản của cá rô nên chúng có mặt ở khắp nơi và nhiều vô kể. Người đi bắt cá chỉ việc đi theo con nước là có thể thu về hàng mớ cá tươi ngon lành. Cá rô đồng này là chế biến được rất là nhiều món, nhưng mà đặc trưng nhất vẫn là món bún cá rô đồng. Khi mà mình lựa cá, muốn cho cá ngon thì mình phải lựa con cá là nó thật vàng. Màu nó vàng, màu vảy nó vẫn trơn. Cá sau khi ướp khoảng 60 phút thì ta bắt đầu luộc. Khi luộc muốn cho cá dai ngon thì ta phải đun nước sôi. Mình đổ cá vào. Cá sau khi mình luộc xong để ra cho nó khô, nó cứng con cá, bắt đầu mình lột xương. Cá sau khi nhặt xương xong là mình mang đi chiên. Bên cạnh thịt cá tươi, béo, ngọt thì nước dùng cũng góp phần mang lại vị ngọt thanh hấp dẫn cho món ăn. Để được vậy, người đầu bếp cho phần xương và đầu cá vào ninh cùng xương heo để nước dùng có một vị ngọt đậm đà. Ngoài ra, một ít hành tươi hơi cháy vỏ đập dập cũng được cho vào nồi nước dùng. Hương thơm của gừng giúp cho nước dùng không tanh, mùi quyến rũ và ấm lòng người thưởng thức. Vậy thì Vinh thử nhìn xem ở trong cái món bún cá rô đồng của mình á, gồm có những món ăn gì? Dạ, để Tiến Vinh nhìn xem nha. Thì tất nhiên là mình có cá nè, viên chả, có rất là nhiều cái rau. Và hình như mình có bạc hà, cả rau cần nước nữa đúng không chị? Cái rau cần nước nó nằm ở trong món bún cá này, nó tạo cho cái món bún cá có một cái hương vị thanh thanh và thơm thơm, rất là đặc trưng. Trong món bún cá rô đồng á, thì mình gồm có cá rô, mà cá rô hấp nè, và cá rô chiên. Vì sao mình phải làm tới cá rô mà mình phải phân loại như vậy? Là bởi vì để cho khi mình ăn á, mình sẽ cảm thấy nó không có bị ngán. Chà, có vẻ như là chị Vân Anh rất là sành ăn á. Bây giờ thì mình có thể thưởng thức được rồi đó chị. Em mời chị. Dùng thì thơm nè, ngọt nè và không có mùi tanh. Còn cá đó thì mình thấy là cá chiên á thì nó giòn giòn nè, rất là thơm. Còn cá hấp thì lại vừa dai vừa ngọt nữa. Gia đình chị cũng thường hay nấu món này vào những cái dịp đặc biệt gì đó, mời khách đến nhà ăn cơm. Tuyết Viên biết tại sao lại chọn bún cá rô đồng không? Là bởi vì nguyên liệu của nó rất là dễ tìm nè. Cá rô mình có thể đi bắt được nè. Rồi rau cải thì ở ngoài vườn trồng được nè. Rồi bún cũng dễ mua thôi. Và chế biến của nó, cái cách chế biến thì không có gì khó lắm. Và ăn thì lại cực kỳ ngon. Thường thì người ta nói là một món ăn nào đã trở thành sở thích của mình rồi thì chắc chắn là món ăn đó phải gắn liền với rất nhiều kỷ niệm. Chắc là món bún cá rô đồng cùng với chị Vân Anh cũng có nhiều kỷ niệm giống như vậy đúng không? Vân Anh nhớ là lúc mà được mẹ dẫn về ngoại chơi á, thì nhà ngoại ở một cái làng quê có những cái ao, cái sông á. Thì buổi chiều chiều ngoại mới dẫn ra đó là cùng với ngoại để bắt cá, và trong đó là có không ít cá rô luôn.
Thế là về ngoại mới chế biến cho món ăn cá rô này. Và gần như là tuần nào Vân Anh cũng đòi mẹ là dẫn về ngoại để được ăn món bún cá rô đồng. Chị Vân Anh rất là nhiều, nhờ chị mà ngày hôm nay Tuyết Vinh được thưởng thức món bún cá rô đồng rất là hấp dẫn. Nếu như mà Tuyết Vinh thích ăn bún cá rô đồng như vậy á, thì hôm nào ghé qua nhà chị đi, chị nấu thử cho ăn. Chị thì không dám cạnh tranh với quán rồi đó, nhưng mà chị muốn trổ tài đầu bếp một chút xíu, được không? Nếu như mà được như vậy thì còn gì bằng nữa. Cảm ơn chị trước nha. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay Tuyết Vinh và diễn viên Vân Anh vừa giới thiệu đến quý vị món bún cá rô đồng, một món ăn vừa bình dị vừa dân dã, nhưng mà tin chắc là ai đã từng thưởng thức qua một lần thì sẽ không thể nào quên được. Quý vị đừng quên tìm để thưởng thức món ăn độc đáo này nhé.